công nhận mình có năng khiếu thiết kế thời trang ghê á. Hơi khó thở chút thôi, nhưng không sao. Tiếp tục sự nghiệp phục sự vì thời trang thôi. Đèn đèn móc móc, những sợi len ống ả này vui thiệt á. À, gất đó hả em? Chà, em biết móc len nữa hả? Giỏi quá ta, bữa nào chỉ giáo cho anh Mùa Đông ấy nha. Dạ, chuyện nhỏ như con thỏ, em luôn sẵn lòng. Ừ, em tự làm khăn choàng cho mình luôn hả? Dạ không phải, em làm để tặng sinh nhật cho Dr. Khỏe đó ạ. Ha, sắp tới sinh nhật của Dr. Khỏe, vậy mà anh Mùa Đông quên mất tiêu. Đúng rồi, nên phải suy nghĩ món quà nào đó để tặng Dr. Khỏe mới được. Ôi trời ơi, không thở được. Ê, gất, em bị sao vậy? Em bị hen suyễn hả? Dạ, không phải, tại cái nịch bụng. Anh Huỳnh Đông, gỡ giúp em với. Ai, hiểu rồi, thì ra là tại cái nịch bụng này, để anh mở ra giùm cho. Mai là mở được rồi. Em thở bình thường này được chưa? Dạ em thở được rồi. Em cảm ơn anh Huỳnh Đông. Ừ, mà đang yên đang lành tự nhiên đi nịch bụng cho khó thở làm chi vậy? Dạ em muốn giảm cân nhanh, có vòng eo thon gọn nên mới tự làm cái đai nịch đó ạ. À, trời ơi, sao chọn cách gì mà nguy hiểm vậy? Thiếu gì cách giảm cân an toàn. Huỳnh Đông nói đúng đó. Như bạn nhỏ Độ Thận đây có thể giúp được nè. Dạ chào Dr. Khỏe. Dr. Khỏe hay thiệt á, lúc nào cũng có mặt kịp thời đúng lúc hết. À, Dr. Khỏe có thể nói rõ cho Quỳnh Đông và quý vị khán giả được biết công dụng của đậu thận đi. Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ đậu thận ít có khả năng bị béo phì và sở hữu vòng eo nhỏ hơn. Do cơ thể em chứa chất xơ hòa tan, làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, tạo cảm giác no lâu hơn. Trong 100g đậu thận cung cấp 127 calo, 8,7g protein, 6,4g chất xơ và chỉ 0,5g chất béo theo thôi. Đặc biệt, tinh bột và chất xơ không hòa tan alpha galactosid trong cơ thể em, rất có lợi cho sức khỏe hệ tiêu hóa. Wow, như vậy á, bạn đậu thận đúng là một người bạn hoàn hảo để cùng chúng ta đồng hành giảm cân rồi. Rất, như vậy là em yên tâm rồi nha, tha hồ kết thân với đậu thận để có một vòng eo mơ ước. Dạ, đúng rồi ạ. Nè nè, không thể tùy ý sử dụng đậu thận đâu nha Quỳnh Đông. Ủa, tại sao vậy đậu thận? Dạ, nên ngâm im trong nước ít nhất 5 tiếng, sau đó nấu chín rồi mới dùng ạ. Điều này giúp loại bỏ độc tố và chất kháng dinh dưỡng có trong đậu thận. Đặc biệt, người có hội chứng ruột kích thích không nên dùng em nha. Mà nè, không nên dùng quá nhiều đậu thận do chất xơ không hòa tan alpha galactosid. Tuy giúp giảm cân nhưng có thể gây đầy hơi và khó tiêu. Dạ, Quỳnh Đông nhớ rồi. Quý vị khán giả cũng vậy nha. Hãy ghi nhớ những chia sẻ của Dr. Khỏe để chúng ta sử dụng đậu thận một cách hiệu quả và thật an toàn trong việc giảm cân nha. Và còn bây giờ thì Quỳnh Đông, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ dễ thương trong khu vườn xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại nha.